Xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh và rất vui khi tiếp tục được hầu chuyện quý vị. Quý vị hãy bấm like và bình luận thật nhiều như là một cách đơn giản để hỗ trợ ekip của chúng tôi. Và vâng, không để quý vị đợi lâu, hãy đi cùng vào nội dung chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên, tất nhiên rồi, đến trên chiến trường Ukraine. Ukraine đang dàn quân trên 3 mặt trận để chặn các hỏa lực khốc liệt từ phía Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận là cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra ở mặt trận miền Nam, trong khi giao tranh ở mặt trận miền Đông vẫn đang tiếp diễn. Trong bài phát biểu vào tối ngày 18 tháng 6, thì ông Zelensky cho biết là quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công từng vị trí, từng bước và đang tiến về phía trước. Ông cho biết là các cuộc chiến khốc liệt nhất vẫn đang diễn ra tại mặt trận miền Nam và đồng thời đánh giá cao nỗ lực của quân đội trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở mặt trận miền Đông. Ông Zelensky cũng nói rằng là không một hệ thống phòng không Patriot nào của Mỹ đã bị phá hủy tại Ukraine, trong khi gần 30 tên lửa và khoảng 50 máy bay không người lái tấn công của Nga đã bị phá hủy trong tuần qua. Ông cũng cho biết là không quân của Ukraine đã tiến hành 100 đợt không kích vào các vị trí của Nga trong tuần vừa rồi. Cùng ngày thì Bộ Tổng tham mưu của Ukraine tuyên bố là quân đội Nga vẫn đang tiếp tục các nỗ lực tấn công chính vào các thành phố tiền tuyến miền Đông, miền Đông, miền Nam như là Liman, Bakhmut, Avdiivka hay là Mariinka. Quân Ukraine thừa nhận là các trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra. Và trong báo cáo ngày 18 tháng 6 thì Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận là lực lượng Ukraine đang tấn công tích cực nhất theo hướng Zaporizhia ở miền Nam với lực lượng lên tới 3 tiểu đoàn được tăng cường bằng xe tăng và xe chiến đấu bọc thép. Một trung tâm báo chí tiểu đoàn viết trong một bài đăng trên Telegram của Bộ Quốc phòng Nga rằng là một cuộc tấn công vào Pyatikhati đã bị đẩy lùi, hơn 10 xe tăng, xe bọc thép và quân nhân của Ukraine đã bị hạ. Trong khi đó thì phía Ukraine tuyên bố rằng họ đã chiếm được ngôi làng Pyatikhati này. Và các đoạn phim mà định vị địa lý nó cũng cho thấy rằng là Ukraine đã giành được ngôi làng này, chứ không phải là câu chuyện mà họ nói giỡn nói chơi, thưa quý vị. Theo Bộ phòng Nga thì 600 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến, trong khi mà Nga đẩy lùi các cuộc tấn công ở các khu vực Donetsk, Nam Donetsk và Zaporizhia. Đây cũng là 3 mặt trận giao tranh chính trong những ngày qua. Tại khu vực Donetsk thì Nga cũng tuyên bố đẩy lùi 8 cái đợt tấn công của Ukraine và hạ tới 210 binh sĩ Nga, vân vân. Tình báo quốc phòng Anh thì nhận định là các cuộc giao tranh khốc liệt trong những ngày gần đây tập trung vào Zaporizhia, phía tây Donetsk và xung quanh Bakhmut, nơi mà lực lượng Wagner đã rút lui để mà nhường lại cho Nga. Vâng, trong khi đó thì Bộ Tổng tham mưu Ukraine họ cũng đang nghĩ cách để mà chọc thủng phòng tuyến của phía Nga, một cái phòng tuyến mà được xây dựng vô cùng vững chắc. Các phòng tuyến của Nga ở miền Nam đang đóng vai trò bước ngoặt của chiến sự. Theo các nguồn tin Nga thì sẽ mất một thời gian để nước ở các khu vực bị ngập lụt do thủy điện Kakhovka bị vỡ rút đi. Tuy nhiên thì quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến vào khu vực này và dường như đang chuẩn bị mở cuộc tấn công về hướng Crimea. Phải chăng là bước ngoặt của trận chiến nó đã diễn ra hay là nó là một cái diễn biến tình cờ thôi? Cũng chưa rõ. Từ đầu cầu Nova Kakhovka thì quân đội Ukraine có thể tấn công thẳng tới Melitopol, cái nơi nằm sâu ở sau 3 phòng tuyến của Nga. Tuy nhiên hiệu quả thì khó đoán bởi vì có khoảng 10 km đầm lầy bị ngập ở tà ngạn khu vực Kherson, nó sẽ đóng vai trò là chướng ngại vật lớn. Hiện tại thì đường tiến quân chủ yếu nó phụ thuộc vào việc thời tiết mùa hè này có mưa nhiều hay là không và ánh nắng mặt trời có thể biến bùn nhão thành đất khô hay không. Thông tin mới nhất là đáy hồ đã hiện ra lộ ra một con đường lớn. Phần hẹp nhất của hồ chứa Nova Kakhovka là 5 km. Khi nào mà các phương tiện 10 đến 20 tấn có thể vượt qua thì cuộc tấn công của Ukraine sẽ bắt đầu. Bờ bên phải của sông Dnipro ở khu vực Kherson mà Ukraine đang kiểm soát nó cao hơn bờ trái và nó sẽ giúp Ukraine tiến dần về phía đông. Và cái điều mà quân đội Nga lo lắng nhất lúc này là họ không thể sửa chữa ngay các cái công sự mà đang ở trong khu vực ngập nước dài 10 cây số ở tả ngạn Kherson. Và điều này có thể mở ra cơ hội cho lực lượng chủ lực Ukraine tiến tới thành phố Melitopol, thưa quý vị. Mà nếu Ukraine tiến tới Melitopol thì điều đó nó sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho phía Nga. Phía Ukraine nếu họ tiến tới thì Nga sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Bởi Melitopol là một trong những thành phố mà Nga cũng đang bảo vệ rất là giáo diết. Nếu để Ukraine chiếm giữ một phần đầu cầu nhô ra lớn như vậy ở tả ngạn Dnipro
Thậm chí quân đội Nga sẽ phải rút bớt quân khỏi chiến tuyến Zaporizhia để phòng ngự. Trong khi thì Zaporizhia vẫn đang rất căng. Quân Nga cũng đang căng mình chiến đấu tại đây và sẽ càng khó khăn hơn. Cuộc chiến tiêu hao là phải đè bẹp đối thủ bằng một đòn mạnh sau khi họ kiệt sức, và Ukraine đang tính đến cái phương án đấy. Nga sẽ không tiếp tục phòng ngự bởi vì họ kiên định phòng ngự, kết quả là các khu vực hiện tại luôn nằm dưới họng súng Ukraine và đối phương có thể tùy ý đánh vào khu vực nào mà họ muốn. Có thể là Nga sẽ phản công trở lại sau đấy ít ngày. Tuy nhiên, có một tin có lợi cho quân Nga là sau tháng 8 thì hàng chục nghìn lính đánh thuê Wagner sẽ có thể tham tiến trở lại. Nhưng mà vấn đề đó là Wagner họ đang không muốn ký hợp đồng với Nga. Họ đang không muốn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Và họ nói rõ rằng là tôi không bao giờ ký hợp đồng. Ông Prigozhin đã nói như vậy. Nếu như mà Wagner được ưu tiên là không cần ký hợp đồng chiến đấu với Bộ Quốc phòng Nga mà vẫn được tham chiến, thì khi đó thì quân đội Nga sẽ bắt đầu mở đợt tấn công nữa ở trên chiến tuyến phía Bắc và bóp nghẹt quân đội Ukraine. Điều đó nó sẽ là một cái ác mộng với Ukraine. Nó sẽ buộc lực lượng của Kyiv vốn đã kiệt quệ vì chiến đấu ở chiến tuyến phía Nam phải tiến lên phía Bắc, và có thể là một trận chiến Bakhmut mới nó sẽ được tái hiện. Quân đội Ukraine được cho là cũng đã tập trung 10 lữ đoàn và phát động cuộc tấn công tổng lực vào khu vực Donetsk với ý định lặp lại cuộc bao vây Zaporizhia. Theo thông tin ban đầu, cuộc chiến giữa hai bên đang diễn ra rất quyết liệt, và các chuyên gia Nga cho rằng là lực lượng phản công Ukraine có thể là muốn xé toang tuyến phòng ngự của Nga tại Donetsk chỉ trong vòng 10 đến 14 ngày. Và câu hỏi tại sao là quân đội Ukraine đạt đột phá trên hướng Donetsk đang được nhiều người nói đến. Cái việc mà quân đội Ukraine tấn công Donetsk ấy, thì thưa quý vị và các bạn, nó có liên quan đến cái chiến lược của họ, đó là rất coi trọng khu vực Donetsk này. Tạm thời, quân đội Ukraine không tập trung binh lực vào các khu vực đông bắc Ukraine mà chỉ dùng lực lượng xâm nhập và phá hoại. Hơn nữa, khu vực Luhansk về cơ bản đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga rồi, cho nên Ukraine khó đột phá từ hai nơi này. Ở phía nam thì đập Kherson bị phá hủy, quân đội Ukraine hiện chỉ còn quân tinh nhuệ ở Zaporizhia và phía nam Donetsk thôi. Và điều này đã xác định là hai khu vực này sẽ là hướng tấn công chủ yếu trong thời gian tới đây. Chúng ta có thể nam Donetsk và Zaporizhia. Quý vị hãy nhớ đến hai cái tên đó. Chắc chắn là nếu như có một cuộc phản công đột phá nào đó của Ukraine thì nó sẽ chỉ có thể diễn ra ở đây mà thôi. Phía Ukraine họ đang hy vọng là giành thế chủ động tại Donetsk bởi vì đây là trung tâm chính trị và chiến lược của khu vực Donbass. Vừa qua thì họ đã đạt được một số kết quả ở Zaporizhia và nhận thấy rằng là khả năng phòng ngự của hai khu vực này là không quá mạnh. Quân Nga phòng ngự ở đây không quá mạnh. Nó không mạnh như là ở khu vực Kherson hay là khu vực Crimea, mà ở khu vực Donetsk hay Zaporizhia khả năng phòng ngự của Nga là yếu hơn. Cho nên cái mũi phản công bây giờ của Ukraine, và tới đây cũng như vậy, có lẽ là tới đây khi mà Ukraine tung lực lượng chủ lực vào thì mũi phản công của họ cũng sẽ nhằm vào khu vực Nam Donetsk và Zaporizhia. Đấy rồi quý vị xem, đó sẽ là những chiến trường chính. Và việc giành lại được Donetsk nó có ý nghĩa to lớn với quân đội Ukraine, bởi vì trước đó họ đã chịu một cái áp lực khủng khiếp tại Bakhmut và không đạt được cái kết quả là phòng ngự tại Bakhmut. Và điều này giáng đòn nặng vào tinh thần của Ukraine. Và bây giờ thì Ukraine đang tự tin tìm đường đột phá phòng tuyến của Nga, nên đã tập trung lực lượng 10 lữ đoàn tấn công thành phố Donetsk. Và giành lại Donetsk thì nó cũng là một cái ý nghĩa biểu tượng. Bởi vì quý vị biết là từ năm 2014 thì quân đội Nga đã hậu thuẫn cho các lực lượng ly khai tại Donbass và chống lại quân đội chính phủ của Ukraine. Bây giờ khi mà Ukraine giải phóng được cái tỉnh Donetsk thì nó cũng là một cái thành công về mặt chính trị của họ, để họ tiếp tục có thể là phục vụ cái sự truyền thông, thông tin của họ, phục vụ cái tuyên truyền của họ, đó là họ sẽ giành lại mọi tấc đất mà phía Nga đã chiếm của họ. Đó là một chút phân tích về cái mặt trận tấn công. Quý vị có thể là tham khảo của chúng tôi, những phân tích một chút như vậy để quý vị có thêm một cái góc nhìn mới. Liên quan đến cái câu chuyện Tổng tham mưu trưởng Ukraine vắng bóng bí ẩn thì chính ông Putin, Tổng thống Nga cũng đã lên tiếng. Ông nói rằng này, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny, ông ấy đang ở đâu vậy? Tôi biết, tôi nghĩ là tôi biết, theo tôi thì ông ấy đang ở nước ngoài. Trả lời phỏng vấn trong một cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình Russia One phát sóng hôm 18 tháng 6 thì ông Putin nói rằng là Tổng tham mưu trưởng của Ukraine có thể đã ra nước ngoài sau nhiều tuần vắng bóng bí ẩn.
Dạo này ông Putin rất chịu khó lên sóng thưa quý vị. Quý vị nếu để ý theo dõi các thông tin thì sẽ thấy là thời gian gần đây ông Putin lên sóng liên tục. Lúc thì trả lời phỏng vấn báo chí, lúc thì tham gia diễn đàn và lúc thì triệu tập các cái blogger quân sự Nga lại để mà giáo huấn chỉ thị. Có lẽ là ông Putin đang nhìn thấy một cái sự thua thiệt về mặt truyền thông của mình so với cái nhà lãnh đạo của Ukraine là ông Zelensky. Ông Zelensky thì đi khắp nơi để cầu viện, đúng không ạ? Rồi đêm nào cũng có một cái clip dặn dò hay là chia sẻ hay là chúc mừng với các binh sĩ. Bây giờ thì ta có thể thấy rằng ông Putin đang dành nhiều thời gian hơn ở trên mạng xã hội, ở trên truyền hình, ở trên truyền thông để mà có thể là gây dựng được cái sức ảnh hưởng. Cái sự im lặng khó hiểu ông Putin hồi đầu cuộc chiến nó đã khiến cho không gian thông tin của Nga nó không bằng Ukraine. Và thực tế mà nói là sự tuyên truyền của Ukraine nó vượt trội hơn so với Nga. Thế thì ông Putin nói rằng là ông Zelensky đang ở nước ngoài, và đây chính là bình luận đầu tiên của ông Putin về lý do mà Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine vắng bóng bí ẩn nhiều tuần qua. Thậm chí ông ấy cũng không tham gia cuộc họp với các lãnh đạo NATO vào hôm mùng 10 tháng 5. Và gần đây chúng ta thấy là bà Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maria lại là cái người mà xuất hiện nhiều hơn và lại là cái người mà thông tin với chúng ta rất nhiều cái câu chuyện phản công đáng chú ý. Mà lẽ ra cái câu chuyện đó, cái việc mà thông tin và cái việc mà khẳng định cái bước tiến của Ukraine trên chiến trường phải là công việc của ông Zelensky cơ. Mọi chuyện nó bắt nguồn từ một cái mẩu tin của cái hãng RIA Novosti. Họ đã dẫn lời một quan chức giấu tên của Nga cho biết là ông Zelensky đã bị thương ở đầu và có nhiều vết thương vì các mảnh đạn đâm vào trong cái cuộc tấn công tên lửa của Nga hồi tháng 5. Cái cuộc tấn công tên lửa đó, phía Nga nói rằng là họ nhắm vào một sở chỉ huy gần Kherson. Theo thông tin thì ông Zelensky đã được sơ cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện quân sự ở Kiev. Và theo quan chức Nga thì mức độ chấn thương của ông Zelensky có thể đồng nghĩa việc là ông ấy sẽ không thể tiếp tục phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên sau đó thì Bộ Quốc phòng Ukraine họ bác cái tin này. Và giới chức Ukraine thì họ khẳng định là ông Zelensky vẫn dự các cuộc họp với Tổng thống và các lãnh đạo quân đội, chỉ là không xuất hiện trên truyền hình mà thôi. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer cho hay là phía Kiev thông báo rằng là Tổng tham mưu trưởng chỉ dự cuộc họp của NATO theo hình thức trực tuyến do tình hình tác chiến phức tạp. Năm nay ông Zelensky 49 tuổi, được truyền thông phương Tây gọi là vị tướng thép của Ukraine. Ông là một trong những chỉ huy giỏi hàng đầu của quân sự của quân đội Ukraine. Năm ngoái thì ông ấy đã được tạp chí Times của Mỹ bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Ngoài ông Zelensky thì truyền thông Nga gần đây đưa tin là người đứng đầu Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Buranov cũng có thể đã bị thương nặng trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào trụ sở của cái cục này tại Kyiv vào ngày 29 tháng 5. Và nguồn tin nói là ông Buranov đã được đưa đến Đức bằng máy bay đặc biệt của không quân Mỹ qua Ba Lan. Ông Buranov được cho là đang điều trị tại bệnh viện quân y ở Berlin. Tuy nhiên, Đức bác bỏ tin này và nói rằng đây chắc chắn là tin giả. Giới chức Ukraine cũng nói là ông Buranov vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường. Chung là rất nhiều cái thông tin mà chúng ta chỉ có thể là biết được sau khi nó xảy ra thôi. Bây giờ đoán ra đoán non cũng chỉ là đoán mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp theo một thông tin khác. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18 tháng 6 thì họ cho biết là Ngoại trưởng Antony Blinken đã có cái cuộc hội đàm thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng với người đồng cấp Trung Quốc là Tần Cương tại Bắc Kinh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ là Matthew Miller nói rằng là Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và duy trì các kênh liên lạc mở về toàn bộ các vấn đề giảm nguy cơ nhận thức và tính toán sai lầm. Và ông Blinken cũng đã mời người đồng cấp Trung Quốc tới Mỹ để tiếp tục thảo luận. Đôi bên họ đã nhất trí sắp xếp một chuyến thăm của ông Tần Cương tới Mỹ vào một thời điểm phù hợp. Đây có thể coi là cái bước mà đầu tiên phá băng quan hệ Mỹ-Trung. Một cái mối quan hệ mà từ trong lịch sử đến bây giờ qua quá nhiều thăng trầm và bây giờ nó đang ở một cái mức thấp nhất trong lịch sử, có thể nói là như vậy. Còn thấp hơn cả trước cái lúc mà họ đặt quan hệ ngoại giao. Chỉ khác là bây giờ Trung Quốc và Mỹ không có đánh nhau mà thôi, không có chiến tranh với nhau mà thôi. Một số quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ thì họ tiết lộ là hai vị ngoại trưởng thì đều mong muốn ổn định mối quan hệ giữa hai cường quốc này, cũng như là ngăn chặn nguy cơ cạnh tranh dẫn đến xung đột. Ngoại trưởng Mỹ thì khẳng định là Mỹ không muốn tách rời với Trung Quốc và đã có thỏa thuận để hai bên tiếp tục đàm phán, đạt được những tiến bộ trong một số vấn đề. Còn Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương thì làm rõ cái lo ngại Trung Quốc về các lợi ích trọng tâm của họ, trong đó đặc biệt là vấn đề Đài Loan, và nói đây là rủi ro nổi cộm nhất trong quan hệ Mỹ-Trung.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đôi bên đã nhất trí thảo luận về tăng cường các chuyến bay thương mại qua lại cũng như là trao đổi sinh viên và doanh nhân. Và giới quan sát vẫn đang kỳ vọng chuyến thăm này của ông Blinken sẽ mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới, bao gồm cả khả năng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thăm Trung Quốc, tháo gỡ các vấn đề về thương mại giữa hai nước. Và đây cũng là chuyến thăm tiền đề cho các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm. Và trong một tuyên bố đưa ra ngày 17 tháng 6 thì ông Biden cũng nói là mình hy vọng sẽ gặp ông Tập trong những tháng tới. Vâng, chuyển sang một cái điểm nóng nữa, đó là vấn đề Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, họ đưa tin là nước này không cần phải không ngừng đổi mới tiềm lực quân sự, đẩy nhanh tiến độ tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh là tình hình phức tạp ở trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra tại phiên họp toàn thể mở rộng lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Nó diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6. Theo đó thì những nhiệm vụ cốt lõi nhằm thúc đẩy năng lực quốc phòng được đặt ra trước đó đã đi đến thành công. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề ở một số lĩnh vực. Nghiêm trọng nhất là sự cố phóng vệ tinh trinh sát quân sự, chiến lược quan trọng trong lĩnh vực phát triển không gian của Triều Tiên. Và Triều Tiên cũng tái khẳng định cam kết là sớm đưa vệ tinh này vào quỹ đạo lại. Có nghĩa là họ vẫn sẽ tiếp tục phóng bất chấp sự phản đối của quốc tế. Triều Tiên cũng đã đưa ra 5 điểm phát triển năng lực quân sự đều rất quan trọng. Song song với phát triển vệ tinh trinh sát thì họ cũng có cái sự tham vọng là tăng cường lực lượng vũ trang. Trước đó thì chính Triều Tiên xác nhận là vệ tinh trinh sát quân sự Maligyong 1 gắn trên tên lửa đẩy kiểu mới Cholima 1 vào sáng 31 tháng 5 phóng thất bại. Và bà Kim Yo-jong, phó trưởng ban tuyên truyền và thông tin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, là em gái ông Kim Jong-un, cho biết là vệ tinh trinh sát quân sự sẽ được phóng vào quỹ đạo trong tương lai gần. Mỹ, Nhật, Hàn lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên và gọi đây là động thái đe dọa gây bất ổn tình hình an ninh trong và ngoài khu vực. Bán đảo Triều Tiên cũng là một nơi vô cùng căng thẳng. Sau khi mà chính quyền Trump hội đàm bất thành với Triều Tiên về cái việc là ngừng chương trình vũ khí hạt nhân, ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy những cái viện trợ, thì cho đến bây giờ quan hệ Mỹ-Triều đang ngày càng xuống dốc. Có thể thấy dưới thời của ông Biden thì quan hệ Mỹ-Nga, Mỹ-Trung và Mỹ-Triều tiếp tục xuống dốc. Căng thẳng tiếp tục nổ ra vô cùng là nhiều, thưa quý vị. Nó khiến cho chúng ta thấy là trong ba cái căng thẳng lớn nhất thế giới bây giờ đó là giữa Mỹ-Nga, Mỹ-Trung và Mỹ-Triều, thì căng thẳng giữa Mỹ-Nga nó cũng thể hiện ở cuộc chiến Ukraine rồi. Căng thẳng Mỹ-Trung nó thể hiện ở bán đảo, ở eo biển Đài Loan và có thể nổ ra một cuộc chiến ở đó. Còn căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên nó sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên vào một cuộc chiến khốc liệt trong tương lai. Điều mà chúng ta lo sợ đó là cả ba cuộc chiến nó có thể xảy ra đó, mà một trong đó đã xảy ra rồi là cuộc chiến Ukraine, thì đều có tiềm ẩn nguy cơ hạt nhân. Nga, Trung Quốc hay Triều Tiên đều là những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, và cả Mỹ nữa, là một cái điều đáng lo ngại. Vâng, như vậy là chúng ta vừa điểm qua một số thông tin nóng bỏng nhất trong vòng 24 giờ qua. Quý vị xin hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để liên tục đồng hành cùng Lê Minh. Và đừng quên bấm like, ấn đăng ký kênh như là một cái sự tri ân đến ekip của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.